chào các bác. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một chiếc xe cuộc Grand. Cái này thì xe này là toàn bộ là khung nhôm hết. Khung nhôm nhá. Khung nhôm rất sơn còn đẹp. Xe này thì size của nó là ống đứng 50. Ống ngang ở trên là 54. Xe đi thì full group 105. Cổ điển của Shimano nhé. Full group 105. Và nó đi cặp liền Mavic. Cặp liền Mavic này. Liền Mavic và lốp Michelin. Lốp Michelin. Nước sơn của nó thì đẹp. Thì chảy một chút thôi. Xe mới về. Nói chung là xe này là không phải là hàng bãi nhé. Xe này là về là các bác chỉ việc đi sử dụng đi luôn thôi, chứ không cần phải căn chỉnh thêm gì nữa. Em đã thử test hết rồi. Chức năng hoạt động hoàn hảo hết nhé. Đây là tay lắc. Đây lắc 105 này. Các bác ngắm lại một lần nữa nhé. Hợp nhãn, hợp mắt thì liên hệ với em nhé. Cảm ơn các bác.